chế độ điều chỉnh ống kính để cắt nét cho hình ảnh. Thông thường, có hai loại là cắt nét thủ công bằng tay hoặc cắt nét tự động. Ở chế độ cắt nét tự động, nhiều hàng máy ảnh còn phân biệt giữa cắt nét cho các vật đứng im và các vật chuyển động.